Chào các bạn, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một địa điểm mới nữa để các bạn biết rằng Tây Ninh không chỉ là có núi Bà, có tòa thánh Cao Đài mà còn có những điểm khác rất là thú vị. Đặc biệt là mình sẽ chú trọng những cái điểm mà ở gần homestay Tây Ninh. Thì cái hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái vườn thuốc nam tên là Huỳnh Lương Herbal Garden. Ở đây các bạn vừa có một cái vườn trồng rất là nhiều đa dạng các loại cây thuốc nam, đồng thời có cái hoạt động khám bệnh và các phát thuốc hoàn toàn miễn phí vào chủ nhật hàng tuần, sáng và chủ nhật hàng tuần. Cơ sở này được thành lập bởi những cái bạn rất là trẻ, mấy bạn sinh năm 8X thôi, và rất là nhiều người biết đến đây và đã đến đây để chữa bệnh. Sau đây mời các bạn đi vào tham quan vườn cùng mình nha. Đây là sân phơi thuốc nam đủ loại nè các bạn. Thì thuốc nam khác với thuốc bắc, tức là thuốc bắc mình phải cân với cái hàm lượng rất là chính xác và sau đó mình phải nấu trong một cái nồi chuyên dụng, nhiều khi là mất thời gian rất là nhiều, khoảng từ 3 đến 4 tiếng lận, mà một ngày nấu thì từ 3 đến 4 lần, rất là cực. Nhưng mà thuốc nam này thì khi uống là hãm giống như là uống trà vậy đó, mình cứ bỏ trong bình thủy rồi mình uống nguyên một ngày. Nhiều cơ sở khám bệnh và phát thuốc trên địa bàn Tây Ninh, nhưng mà điểm khác biệt giữa Huỳnh Lương Herbal Garden và những cơ sở khác đó là ở đây có hẳn cả nguyên một cái vườn thuốc nam rất là phong phú, các loại cây do các bạn ở đây trồng. Đây là hệ thống phun sương tự động, phun nước tự động. Sau này mình làm vườn mình cũng sẽ sử dụng hệ thống này, các bạn rất là tiện lợi, không cần phải đi tưới. Đây là cây chuối pháo nè, nhìn y như thanh pháo hồi xưa luôn. Còn đây là cây dâu tằm, hồi trước chỉ phổ biến ở Đà Lạt thôi, nhưng bây giờ người ta cũng trồng nhiều lắm. Sau đây chúng ta sẽ gặp một bạn chăm sóc vườn, bạn đó tên là Hiếu. Bạn Hiếu sẽ hướng dẫn cho chúng ta đi tham quan vòng vòng quanh vườn và sẽ hướng dẫn cho ta những cái cây và những công dụng của nó. Chào chị Phương. Cái cây đỏ đỏ này là cây gì vậy? Cây này là cây ba gạt. Cây ba gạt. Cây này là nó có vị đắng, hay là trị bệnh khớp, trị bệnh xương khớp. Còn đây là một loại cây có tinh dầu. Không biết chị Phương biết không, mang đây là cây hương nhu. Cây hương nhu. Chị thử rồi cái tay của chị đặt lên cái lá, chị thân chị vuốt lên. Đúc, chị đặt lên. Đúng rồi, chị vuốt cả thân lên. Đó. Là rất là thơm. Đây là một loại đây là một loại cây ứng dụng để làm túi thơm và thiết làm tinh dầu như làm dầu thơm. Rất là thơm. Đây là hương nhu, còn cái này nó có trị mũi không? Đúng rồi, nó có đuổi mũi nữa. Đối với những cây có tinh dầu như là xả, hương nhu và ngải cứu hay bạc hà, những cây đó nó sẽ xua đuổi côn trùng vì trên lá nó có sẵn cái tinh dầu. Còn cây phải mình là cây ngũ trảo. Đây, cái cây ngũ trảo rất là dễ nhận biết, làm cái lá nó có 5 cánh là ngũ và cái lá nó cũng đang là một loại cây tinh dầu rất là thơm. Vườn sử dụng cây này rất là nhiều để làm thuốc nhâm chân trị tê tay, tê chân rất là tốt. Cây này rất là dễ trồng và thích hợp với khí hậu ở đây. Hoa này là hoa đậu biếc nè, hoa đặc trưng của vườn luôn, gần như gắn bó với vườn từ những ngày đầu thành lập. Bông hoa đậu biếc này nó rất là dễ trồng, như là ra hoa mỗi ngày mình có thể thu hái được. Đây thì mỗi sáng là đều lặt những cái bông hoa này xong rồi cho vào mi trả đều ra mà phơi khoảng 3 nắng là khô. Cái chất màu xanh đây nè, cái màu của hoa là cái chất chống oxy hóa rất là mạnh. Khi việc sử dụng hoa này thường xuyên sẽ giúp cho mình ngăn ngừa lão hóa và cải thiện sức đề kháng của cơ thể, thì có đẩy lùi bệnh tật. Ở
Ở homestay mình cũng có trồng hoa đậu biếc đó nha các bạn. Khi các bạn mới đến homestay thì thường mẹ mình sẽ mời các bạn uống trà hoa đậu biếc như là một cái welcome drink sau khi các bạn đi một chuyến đường xa. Cây ngải cứu, hồi đó nhớ đi các tỉnh miền Bắc á, ăn trứng chiên lá ngải cứu rất là đắng. Bây giờ mới biết nó cũng là một loại thuốc. Còn đây là cây ngũ gia bì. Cây ngũ gia bì này là cây cũng có vị đắng. Đó là một cây nằm trong danh sách là những cây thuốc có thể thay thế cho mật gấu. Và mình có thể dùng cây này để chữa bệnh về đau xương khớp và cả về bệnh về tim mạch. Tất cả những loại cây thuốc có vị đắng thì thường là sẽ dùng để chữa về xương khớp và tim mạch rất là tốt. Chắc là chị Phương và mọi người cũng biết là đây là một loại cây rất là phổ biến ở miền Nam nước ta. Đây là cây lá dứa. Cái cây lá dứa này mình nó uống rất là mát, mình có thể là thái nhỏ ra và thái chung với đậu đen xanh lòng uống rất là bổ thận, rất là mát. Và mình các bà mẹ nội trợ thì hay dùng lá dứa để nấu chè hoặc là dùng màu nó để nấu rau câu. Vùng thuốc mình đương ngoài những cái thuốc cần trồng, những cây này cũng mang cái tính phổ biến và có ứng dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, nó gần gũi. Các bạn nhìn lên đây xem, đây là cây lá cách, thường dùng để ăn bánh xèo đó. Nếu các bạn ăn bánh xèo ở những cái tiệm thì thấy một cái loại lá giống vậy nè. Thì hồi nãy bạn Hiếu có nói là cái này nó vừa chua vừa chát, hỗ trợ cho tiêu hóa rất là tốt. Tổng diện tích ở đây là khoảng 3 công đất, trong đó 1 công là dùng cho cơ sở khám chữa bệnh và 2 công còn lại là thuốc. Ở đây thì vườn trồng thuốc thứ nhất là tạo sinh cảnh cho phòng khám thêm sinh động và hài hòa với thiên nhiên. Cái thứ hai đó là cung cấp nguồn thuốc cho phòng khám. Và tất cả các cây thuốc ở đây đều trồng theo hướng là hữu cơ hết, hoàn toàn là hàng không sử dụng phân hóa học và chỉ sử dụng những cái sát bã thực vật cũng như là những lá cây khô, vào mùa đông, màu rụng rụng lá thì thu thập để rải ở trên các cái nền. Thì khi chị đi trên các cái nền ở đây chị sẽ không thấy là đất không, mà chị thấy rất là nhiều sinh thái ở phía nền. Việc trồng cũng rất là đơn giản vì ở đây có nhiều cây phân tán theo tầng cao, tầng thấp và tầng trung, tất cả nó sẽ hài hòa và nó có một cái dòng sinh học với nhau, nên thành ra là mình cũng ít hạn chế sự can thiệp của mình vô để cho nó tự nó thiên nhiên, nó tự nó hài hòa lẫn nhau. Tham quan vườn xong rồi, bây giờ chúng ta tiến về khu vực khám và chữa bệnh nha. Bây giờ là gần 1 giờ rưỡi giờ khám bệnh chiều vào ngày Chủ nhật, thì mọi người đang đợi để đến giờ khám. Rất là đông người từ xa đến, có những người đến từ miền Tây luôn á các bạn. Thăm dùng tốt cho các loại da có mụn, da trang điểm. Cách làm là giống như sữa rửa mặt vậy đó. Một cái loại như vậy là chỉ có 80.000 thôi. Đây là trà hoa đậu biếc, chỉ cần nấu nước sôi rồi bỏ vào và nó sẽ giống như uống trà vậy đó. Nó ra màu xanh đậm, rất là thơm. Nếu các bạn nặng thêm một ít chanh hoặc tắc nữa thì nó sẽ ra màu tím. Nếu các bạn không thích uống trà thì ở đây có siro hoa đậu biếc này các bạn, giống như hồi xưa mình uống siro đá bào đó. Các bạn lấy đá bào, các bạn nhận vô ly, các bạn chế lên uống như siro đá bào hồi xưa gắn liền với thời đi học cho mình đó. Ngoài ra ở đây có thêm cái liệu pháp chữa trị tay chân tê nhất, các bạn có thể ngâm với nước nóng và để ngâm chân. Chia làm 3 khu vực. Bước đầu tiên là khu để khám và tư vấn về bệnh. Đây là bạn Triều. Bạn Triều là chủ nhân của khu vườn thuốc nam này đó mấy bạn. Bạn Triều đẹp trai lắm, nhưng mà mình kêu bạn gỡ khẩu trang ra bạn không có chịu.
bên trái là khu vật lý trị liệu, nơi mà các bệnh nhân sẽ được hướng dẫn các động tác thể dục để điều chỉnh cơ xương khớp cũng như là giúp cho lưu thông máu huyết. Bây giờ mình đi qua phía bên tay phải nha. Bên đây là khu vực bốc thuốc. Các bạn để ý là có rất là nhiều các loại thuốc được đặt trong những ngăn tủ như là tơ hồng, khổ qua, huyết dụ, rồi hương phụ, hoàng bá, thanh bì nè. Thuốc này là một phần lấy từ vườn, một phần thì các bạn mua, rồi một phần là do các mạnh thường quân tài trợ. Đây là các bạn tình nguyện viên rất là trẻ, phần lớn các bạn sinh năm 95, 96, các bạn đến đây để hỗ trợ vườn thuốc vào ngày cuối tuần. Chị có thể chia sẻ cái thời điểm mà mình thành lập cái cơ sở và cái vườn thuốc này và cái ý nghĩa, cái mục tiêu ban đầu, cái động lực nào để có một cái ý tưởng như thế này? Ban đầu thì cái chỉ là một cái chỗ để mình trồng thuốc nam thôi, để giữ một số cây giống hay ở Việt Nam, đặc biệt là ở Tây Ninh mình cũng có nhiều loại cây thuốc mà nó rất là tốt sức khỏe. Thì trong thời gian đi học y sĩ ở trường Trung cấp Y tế Tây Ninh đó, thì em có đi tập ở bệnh viện Đa Khoa, thì mình thấy nhiều cái bệnh mà mọi người gặp, mà thấy mọi người cảm thấy nó đau khổ quá, nên là trị hoài nó không hết luôn. Nên là trong y mình thì có nhiều bài thuốc rất là hay để trị những cái đó, thì tại sao mình không có áp dụng những cây thuốc chính tại cái quê hương của mình để trị cho những cái người tại địa phương mình luôn. Nên em mới là mở cái phòng khám ra để giúp cho mọi người cái hoàn cảnh đỡ cái nặng giờ bệnh tật, giảm nhẹ bớt cái bệnh của họ xuống, cách là điều trị bằng thuốc nha. Từ sáng tới chiều tới 3 giờ, lấy đường cho nó đủ vậy đó. Rồi xong, chiều cái đổ lấy cái khác chứ uống gì. Lớn tuổi rồi uống cái thuốc nam này nó mát mẻ, dễ ăn, dễ ngủ lắm. Nói chung là uống cái này là thấy là nó khỏe hơn cái thuốc tây. Nhưng hai cái tay tôi nhiều khi nó nhức quá đó, nó nhức mà. Chứ rằng lúc tôi đi làm nó nhức quá thì tôi uống phần thay thôi, còn tôi uống, tôi nói phần cô phần nhiều là tôi uống thuốc đau khớp ở đây. Chứ là thuốc rượu và đau khớp, cái thuốc chú hột nha để đau lưng vậy thôi, chứ còn thuốc tây là có ít thuốc lắm. Định hướng lâu dài của cái nơi khám chữa bệnh này, em có những cái kế hoạch khác để làm gì không? Thì tương lai thì sau khi em học xong cái hoạt chức năng xong á, thì em về thì học định là cái phòng khám làm cho nó chuyên nghiệp hơn nữa, để cho giúp cho mọi người nó tốt và hiệu quả hơn nữa. Ta-da! Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn một địa điểm tham quan rất là thú vị, đó là khu vườn thuốc nam và nơi khám bệnh phát thuốc nam miễn phí ở Tây Ninh, cách homestay in Tây Ninh của tụi mình khoảng chừng 10 đến 15 phút đi bằng xe đạp thôi. Các bạn nhớ đến đây vào ngày chủ nhật nha, chỗ này chỉ mở cửa vào chủ nhật thôi, thì các bạn có thể đến khám bệnh và nhận thuốc miễn phí. Nếu như không có bệnh gì hết thì các bạn có thể đến đây để mua ủng hộ những cái sản phẩm thảo dược làm từ những cái vị thuốc nam trong khu vườn của các bạn trẻ này. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình để động viên tinh thần mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. 58